Thử đưa chuột đến miệng mèo, con sen bất lực vì phản ứng vô dụng của hoàng thượng nhà mình. Không cần nói ra thì ai cũng biết chuột với mèo có một mối thù truyền kiếp, mà chính xác hơn là chuột sợ mèo đến hàng chục cây số. Vì chỉ cần bị bắt được là ngay lập tức con chuột sẽ trở thành bữa ăn ngon lành đầy dinh dưỡng của lũ mèo bốn chân. Ấy thế nhưng có những vị hoàng thượng cũng là mèo, cũng sinh hoạt ăn ngủ không khác gì những con mèo khác, thế nhưng lại có sở thích lạ lắm, tương tự như nhân vật đang được nói đến dưới đây. Chuyện là con sen có nuôi một bé mèo để làm thú cưng. Ngoài đi vệ sinh có phần hơi nặng mùi, và thi thoảng có những tiếng kêu thất thanh vào giữa đêm làm chủ nhân của nó sợ giật mình, thì bé mèo này cũng khá thú vị. Từ ngày nuôi nó, con sen đã vui hẳn lên vì có đứa bầu bạn, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, trông không khác nào tri kỷ luôn. Ấy thế rồi một hôm, đang yên đang lành, tự dưng mấy bà hàng xóm thủ thỉ với nhau rằng khu này giờ lắm chuột lắm, có nhà nó còn vào tận bếp lấy đồ ăn cơ. Hơi bị sang chấn tâm lý khi nghe được tin dữ này, vì bản thân là một người sợ chuột cực kỳ. Tuy nhiên trong chốc lát, niềm vui đã tới vì nhận ra rằng nhà mình có con mèo to xác thế này cơ mà. Đừng nói là một con, chứ cả bầy chuột đến đây cũng thành bữa nhậu của con mèo nhà mình cái chắc. Để cho chắc ăn, chủ nhân của đoạn clip này đã đi mướn một con chuột hamster khá nhỏ nhắn về để xem phản ứng của con mồm lèo nhà mình. Nghĩ bụng chắc nó sẽ vồ lên thịt con chuột trong một nút nhạc cho mà xem. Ấy thế nhưng đời lại không như là mơ, con mèo không hề có một phản ứng nào trước con chuột lạ mà mình vừa mang về. Thậm chí hai đứa còn quấn quýt nhau như thể bạn thân từ lúc nào không biết nữa. Hết chơi đùa, bảo vệ con chuột rồi, thậm chí còn liếm láp âu yếm nhau khi được đưa đến sát miệng. Lúc này con sen thực sự 3 phần bất lực, 7 phần tuyệt vọng, vì cũng là mèo mà sao mèo mình nuôi nó lạ quá. Uống công cho ăn ngon mặc sướng, ngày nào cũng hốt xít dọn vệ sinh cho nó, để giờ có mỗi nhiệm vụ là đuổi chuột thôi nó cũng không làm được. Sau đoạn clip này là một hơi thở dài đầy nặng trĩu tâm trạng của con sen, vì không biết ngày mai, ngày kia con mèo vô dụng của mình có rủ thêm mấy bạn chuột cống ở ngoài kia đến đây chơi hay không. Nghĩ đến thôi là muốn trầm cảm 6 ngày 6 đêm mất tiêu.